áp về danh Hỏi bài minh phí trả lời tức thì vào thư viện áp tải ngay áp về Xin chào các em, rất vui được gặp lại các em trong bài học tiếp theo của chương trình tiếng Anh lớp 4 học kỳ 2 Ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau đến với Review 3 để ôn tập lại toàn bộ các kiến thức mà chúng mình đã học từ unit số 11 tới unit số 15 với cái chủ đề chung đó là tôi và gia đình của tôi. Xin mời các em mở sách giáo khoa trang số 36 và 37. Bài học ngày hôm nay của chúng mình sẽ bao gồm có 5 bài tập. Trước tiên, chúng mình sẽ đến với bài tập số 1 nhé. Yêu cầu của bài số 1 đó là chúng mình hãy nghe và đánh số Quan sát cái bức hình bên dưới, chúng mình có A, B, C, D, E. Tương ứng với các bức hình minh họa, nhiệm vụ của mình là phải nghe và sắp xếp được cái thứ tự xuất hiện của các cái đồ vật này. Ở bức hình A, chúng mình có đây là cây À đúng rồi, một cây hoa đào. Chúng ta có thể nói là flower key từ khóa cho bức hình A đó là flower. Tiếp theo đến bức hình B. Chúng mình có một chiếc đồng hồ treo tường và chiếc đồng hồ này đang chỉ vào lúc 8 giờ sáng. Như vậy, bức hình B này nếu mà nhắc đến 8 o'clock thì chúng mình sẽ lựa chọn hình B. 8 giờ sáng nhá. Tiếp theo chúng mình xuống bên dưới một chút nào. Chúng ta có bức hình C. Bức hình C này là hình ảnh gì đây hả các em? À đúng rồi, đó là gia đình của bạn Mai đúng không nào? Family. Gia đình bạn ấy đang làm gì đây? À đúng rồi, mọi người đang trao quà mừng tuổi cho nhau. Lucky number, lucky money. Đó là bức hình C. Tiếp theo này. Đi thì sao? Đây là một cái loại bánh truyền thống rất quen thuộc trong ngày Tết của chúng mình. Đó là bánh trưng phải không nào? Bánh trưng. Tiếp tục bước hình Y chúng ta có sữa và cá fish milk ok sau khi mà mình đã tìm hiểu xong về nội dung của các bức hình rồi thì chúng ta sẽ tiến hành nghe bài nghe này nhé Ở lần nghe số 1 thì cô sẽ bật đoạn băng ghi âm và các em sẽ tự hoàn thành bài tập này. Ở lần nghe tiếp theo, chúng mình sẽ cùng nhau chữa nó. Page 36, Review 3, Activity 1. Listen and number. It is the first day of Tet. It is 8 o'clock in the morning. The family is getting ready for tet. There are beautiful flowers in the living room. On the dining table, there's a lot of nice food, such as meat, fish, and slices of ban chung. There are also drinks, such as milk, orange juice, and water. The family is wearing their new clothes. Mai and her brother are very happy because they're getting lucky money from their parents. Vừa rồi thì chúng ta đã nghe xong cái đoạn văn nói về cảnh đón Tết của gia đình bạn Mai phải không nào? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe lại đoạn băng để tích được các vị trí đúng cho từng bức hình nhé. Page 36. Review 3. Activity 1. Listen and number. It is the first day of Tet. It is the first day of Tet. Đây là ngày lễ đầu tiên của dịp nghỉ Tết. It is 8 o'clock in the morning. It is 8 o'clock in the morning. Bây giờ đang là 8 giờ sáng. Nhắc đến 8 giờ sáng thì chúng mình sẽ nhìn cho cô vào bức hình B và đánh số 1 này. 8 o'clock. Thế thì chưa nào? Ok. 1 B. Bây giờ chúng ta sẽ nghe tiếp đoạn băng. The family is getting ready for Tet. The family is getting ready for Tet. Gia đình thì đang sẵn sàng để đón Tết rồi. There are beautiful flowers in the living room. There are beautiful flowers in the living room. Có nhiều những cái bông hoa đẹp ở phòng khách. Nhắc đến hoa thì chúng mình sẽ nhìn cho cô vào bức hình. A và đánh cho cô số 2. Chúng mình có 2 A. Chúng ta cùng tiếp tục đoạn băng nhé. On the dining table, there's a lot of nice food. Such as meat, fish and slices of banh chung. On the dining room table, there's a lot of nice food, such as meat, fish, and slices of bánh trưng. Ở trên bàn ăn thì có rất nhiều loại đồ ăn ngon. Ví dụ như thịt, cá và bánh trưng. Chúng mình đã nghe thấy từ khóa đó là bánh trưng rồi, phải không nào? Vì thế, bức tranh D, bánh trưng của chúng mình sẽ là số 3. Vậy là mình có 3D. Chúng ta cùng tiếp tục nhá. There are also drinks such as milk, orange juice and water. There are also drinks such as milk, orange juice and water. cũng có các loại đồ uống ví dụ như là sữa nước cam và nước vì vậy tổ hợp của ba bức hình ở uh, bức hình y đó sẽ là số 4, 4 y chúng mình sẽ nghe tiếp phần cuối của đoạn văn này The family is wearing their new clothes Mai and her brother are very happy because they're getting lucky money from their parents. The family is wearing their new clothes. Gia đình thì đang mặc quần áo mới. Mai and her brother are very happy because they are getting lucky money from their parents. Mai và em trai thì đang rất là vui bởi vì họ nhận được tiền mừng tuổi từ bố mẹ. Như vậy, bức hình về gia đình của bạn Mai đang nhận tiền mừng tuổi của nhau sẽ là số 5, 5C. Chúng ta đã hoàn thành xong phần đánh số cho cả 5 bức hình này. Và bây giờ, các em hãy quan sát theo thứ tự của từng bức hình và chúng mình sẽ cùng nhau nghe lại bài nghe này một lần nữa nhé. Page 36, Review 3, Activity 1 Listen and Number. It is the first day of Tet. It is 8 o'clock in the morning. The family is getting ready for Tet. There are beautiful flowers in the living room. On the dining table, there's a lot of nice food, such as meat, fish, and slices of ban chung. There are also drinks, such as milk, orange juice, and water. The family is wearing their new clothes. Mai and her brother are very happy. because they're getting lucky money from their parents. Ok, chúng mình kết thúc bài tập số 1 tại đây và đến với bài tập số 2. Read and complete. Hãy đọc và hoàn thành. Bên dưới này chúng mình sẽ có một cái đoạn văn nói về gia đình của bạn Hoa. Và trong đoạn văn này chúng mình sẽ có 5 ô trống cần phải hoàn thành để có thể hoàn thành được cái đoạn văn này. Ở bên trên chính là 5 từ để chúng ta có thể lựa chọn đưa vào trong đoạn văn. Chúng mình có Orange Juice Nước cam Drinking Uống Seven Số bảy Thirty Số ba mươi family gia đình. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau điền năm từ này vào đoạn văn nhé. It is 5. Dot 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 now. Bây giờ là 5 giờ bao nhiêu? Chúng ta có thể điền 5 giờ 7 phút hoặc 5 giờ 30 phút. Vì vậy, đáp án của câu số 1 này chúng mình vẫn chưa thể quyết định được bởi vì có tận hai con số có thể điền vào đây phải không nào? Mình sẽ để câu số 1 ở đó và đến với câu tiếp theo đã nhé. Hoa's family is already awake. Gia đình của Hoa thì đều đã thức dậy. The dot 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 is at the dining table now. Cái gì đó thì đang ở trên bàn ăn rồi. Ai nhở? Ai thì đang ở bàn ăn đấy? À, mọi người trong gia đình bạn Hoa. The family is at the dining table now. Ok, từ nào mà chúng ta sử dụng rồi, mình sẽ đóng dấu để không sử dụng lại nó nữa. Hoa and her father like eating eggs and bread and dot 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 tea for breakfast. Hoa và bố của cô ấy thì thích ăn trứng và bánh mì và uống trà vào buổi sáng. Drinking. Đánh dấu vào từ drinking. Her mother likes eating bánh trứng and meat and drinking. Da 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 mẹ của cô ấy thì thích ăn bánh trưng với thịt và uống gì trong ba từ còn lại thì chúng ta chỉ có một từ mô tả về đồ uống đó là orange juice uống nước ép cam they are ready to leave for work at dot 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 o'clock Họ đã sẵn sàng để đi làm vào lúc mấy giờ đấy? À đúng rồi, nhắc đến số giờ thì nhiều nhất là chúng ta có 24 giờ trong ngày, vì vậy con số 30 này thì mình không thể dùng vào ô số 5 được mà mình sẽ dùng cho cô seven. Họ đã sẵn sàng để đi làm vào lúc 7 giờ. Và đương nhiên chúng ta sẽ còn một từ duy nhất còn lại, 30. Chúng ta sẽ điền vào câu số 1 nhé. Bây giờ là 5 giờ 30 phút. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bài tập số 2 rồi. Bây giờ hãy nhìn vào đoạn văn đã hoàn thành và chúng mình sẽ cùng nhau dịch lại đoạn văn này một lần nữa. Bây giờ là 5 giờ 30. Gia đình của Hoa đều đã thức dậy. Cả gia đình thì đang ở trên bàn ăn. Hoa và bố của cô ấy thích ăn trứng và bánh mì và uống trà vào bữa sáng. Mẹ của cô ấy lại thích ăn bánh trưng với thịt và uống nước cam ép. Họ đã sẵn sàng để đi làm vào lúc 7 giờ. Đó là nội dung của hai bài tập đầu tiên. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau chuyển sang trang số 37 để đến với ba bài tập còn lại nhé. Yêu cầu của bài tập số 3 đó là read and match. Hãy đọc và nối. Chúng ta có thể nhìn thấy ở đây mình có 5 câu màu trắng, đó là 5 câu hỏi. Ở bên dưới thì mình có 5 câu màu hồng, là 5 câu trả lời cho 5 câu hỏi bên trên. Chúng mình hãy cùng nhau nghiên cứu về các câu hỏi nhé. 1. What time do you get up every morning? Buổi sáng thì bạn thức dậy vào lúc mấy giờ? 2. What does your mother do? Mẹ của bạn làm nghề gì. 3. Would you like some orange juice? bạn có muốn dùng một chút nước cam ép không. 4. When is teacher's day? khi nào là ngày nhà giáo. 5. What does your brother look like? Em trai của bạn trông như thế nào? Và bây giờ là 5 câu trả lời A. He's tall and thin Cậu ấy gầy và cao B. It's on the 20th of November Nó là vào ngày 20 tháng 11 C. She's a nurse Cô ấy là một y tá D. Yes, please. Có, làm ơn. E. Six or sixty. Six or six thirty. Sáu giờ hoặc sáu giờ ba mươi. Đối với câu hỏi đầu tiên, hỏi chúng mình về giờ giấc, what time? Chúng mình thức dậy vào lúc nào? Thì câu trả lời của mình cũng sẽ liên quan đến thời gian, và đó chính là phương án y Mình thức dậy vào 6 giờ hoặc 6 giờ 30. One E. Câu hỏi số 2. Mẹ của bạn làm nghề gì vậy? À hỏi về nghề nghiệp đúng không nào? Hỏi về nghề nghiệp thì phương án của chúng mình cũng sẽ là một tên nghề nghiệp. She's a nurse. Bà ấy là một y tá. Câu số 3. Would you like some orange juice? À, đây là một câu mời. Hỏi là bạn có muốn uống nước cam không? Vậy thì câu trả lời của mình sẽ là có hoặc là không muốn đúng không nào? Yes or no? Và phương án của chúng ta là Yes please. Vâng, làm ơn cho mình một chút nước cam ép nhé. Câu hỏi số 4. Khi nào là ngày nhà giáo? Khi nào nào? When? Ah, à, it's on the 20th of November. Nó vào ngày 20 tháng 11. Và đương nhiên, câu số 5 này chúng ta sẽ nối với đáp án còn lại là Ây, em trai của bạn trông như thế nào? À, cậu ấy cao và gầy. Đó là nội dung của bài nối bài tập số 3. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bài số 4 nhé. Look and write. Hãy quan sát và viết. À, cô nghĩ là cái bài tập này nó đã khá là quen thuộc với chúng mình rồi bởi vì hầu như là trong lesson nào thì chúng ta cũng có cái dạng bài tập này. Bài này thì chúng mình cần phải dựa vào nội dung mà các bức hình mô tả để có thể hoàn thành được các câu. One, it is dot 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 in the morning. Bây giờ là mấy giờ sáng đây các em? Nhìn vào bức hình đầu tiên ở bên trên, chúng ta thấy ông mặt trời này, như vậy đây là buổi sáng in the morning. Và đồng hồ thì đang chỉ vào 7 giờ 30 phút. Như vậy bây giờ là 7 rưỡi sáng. It is 7 30 in the morning. Bức hình số 2 nào. 2 He is a dot dot dot. Quan sát cái bức hình này, chúng ta thấy chú này làm nghề gì đây? À, chú là một công nhân nhà máy. He is a factory worker. Bức hình số 3. dot 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 is fun for many children. Ngày gì thì trẻ con rất là vui hả các em? À đó là ngày Quốc tế Thiếu nhi, mùng 1 tháng 6. Children's Day. Bức hình cuối cùng. That 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 is a good drink for us. Cái gì là một đồ uống tốt cho chúng ta? Quan sát vào bức hình bên trên, chúng mình có những quả cam này, chúng mình có máy ép và một cái ly, một cái cốc để đựng nước. Như vậy, đây là món cam ép orange juice. Ok. Như vậy là chúng ta cũng rất nhanh chóng đã hoàn thành xong bài tập số 4 rồi và bây giờ mình sẽ đến với bài tập số 5. Yêu cầu của bài số 5 Write about your father or mother. Hãy viết về bố hoặc là mẹ của em. Ở đây thì sách giáo khoa đã cho chúng ta sẵn cái đoạn văn gần như là hoàn chỉnh rồi và mình chỉ cần điền cái thông tin về bố mẹ mình vào đây thôi. My father or mother is Mr. or Mrs. bố tôi hoặc mẹ tôi thì tên là gì? đó chẳng hạn như cô viết về bố và bố của cô tên là John chẳng hạn. My father is Mr. John. He is years old. Ông ấy bao nhiêu tuổi? Ông ấy 30 tuổi chẳng hạn. He is 30 years old. Các bạn có thể viết số 30 hoặc viết chữ 30. He is a Ông ấy là một giáo viên He is a teacher And works at a school Ông ấy là một giáo viên và làm việc tại một trường học He likes He likes bread Ông ấy thích ăn bánh mì vào buổi sáng And rice for dinner. Right and meat chẳng hạn. Ông ấy thích bánh mì cho bữa sáng và cơm với thịt bò vào buổi tối. Được chưa nào? Tương tự như cái mẫu mà cô đã điền cho chúng ta thì mình cũng sẽ điền các cái thông tin tương ứng về bố hoặc là mẹ mình để hoàn thành được bài tập số 5 này nhé. Bài tập này thì cũng đã kết thúc cái phần đầu tiên trong cái phần ôn tập 5 unit của chúng ta. Cô rất cảm ơn sự chú ý của các em và hẹn gặp lại các em trong bài học tiếp theo. Khóa học về rách Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh Trải nghiệm ngay khóa học về sách.